Đó, xem chuyên gia. Cái đây chưa, vẫn chưa được anh hả? Chưa chín hả? Được rồi mà. Thích nhỉ, được trái mít sướng. Cái này phải mấy cân đấy hả? Hay. Nuôi. Tham quan vườn mứt với sầu riêng. Chiến luôn. Không cần thử. Không cần thử luôn. Đã hồng, muối hồng luôn. Mắt nhìn hay quá, nhìn là biết trong đã hồng hồng rồi. hay hay. Hay non. Ồ, đấy. Xong với chuyên gia. Hai mít. Còn chưa ngon hùng. Cái này. Cái này bỏ dầu sao đi, cái cơm chưa ngon hùng đi. Bỏ dầu sao. Dài chưa có nước lắm. Không phải đâu. Chuyên gia chỉ này. Cái đó, thử đó. Thử nhựa mít là biết được trái mít là non hay già. Hay quá hay. Mình đi lội theo mấy ông ấy là thôi mà đã thấy mệt rồi, đừng có nói là. Đấy. À, đấy, đấy, chuyên gia. Chơi luôn. Thử vận may. Trắng bèo luôn. Đấy. Nó là hơi non. Ồ, chơi giả đấy. Không, không để dòng sao chưa đâu. Chưa hả? Dạ. Hay ta. Ghê ta. À. Cơm chưa tới. Hay thật. Với thầy hay quá. Này học mất bao nhiêu mùa cơm mới đi. Đi làm cái nghề này được quá. Đi mất bao nhiêu mùa cơm mới làm được cái học được cái nghề. Nhanh quá. Thầy đi lẹ thôi. Đấy. Không cần thử, chiến luôn. Chiến luôn. Ô, trắng luôn. Đen luôn. Ơ. Thấy không? Tội không? Bao nhiêu công nuôi được quả mít bằng này. Uống không? Từ 30 ngàn một ký xuống còn có ngàn ký. Giá trị. Giá trị khủng khiếp. Ơn thiệt. Hai quả, bị hai quả rồi. Tỷ lệ 2% mà. Nhiều khi cho người ta không lấy luôn. Đây. Sâu luôn rồi. Quả này sâu luôn. Để thử xem có thơ đen không. Ô, quả này vừa tầm luôn này. Tới tuổi. Hơi trắng. Cái này mua được không anh? Được. Hay hay.
Không có sơ đen là gì. Sâu sâu tí cũng được. Đi vào cái vườn sầu riêng lại còn ngửi cái mùi thơm của hoa sầu riêng ấy. Thơm phức. Đi mùa, mùa mít, cái vườn mít. Ủa. Chuyên gia mít Thái. Đi theo đuổi bằng được mấy anh để học nghề. Trời ơi trời. Mấy ông này ông đi hay quá. Đi như thầy như đạn. Khi nào cái điện thoại nó rơi cái bấm xuống sông. Hay da. Mùi sầu riêng thơm ghê. Đấy, bông sầu riêng đây này. Đấy, mùi hoa sầu riêng thơm phức. Ồ đấy ông là đi ghe này sướng hơn này. Thấy không? Đó, được một ghe khảm mít. Đấy. Ô, quả to như vậy mà múi nó lại nhỏ nhỉ? Cái dài. Cái dài nó à. Múi không đạt. Cái tròn lần này là múi nó mới đủ cái dài. Dạ. Cái dài ngon. Cái dài dài, cái dài trái, cái tròn. Đi lại chán mình lại chứ. Đã châm một phát thử mà chưa được. Ồ, xong luôn. Thử vận may. Thử vận may, thử vận may xem nào. Ồ, hay quá hay. Múi đã vàng. Quá khéo. Ông thợ này đã khéo. Cái rau Thái. Rau này rau Thái. Cái trái to thế nhỉ. Nuôi được trái mít khủng không? Đấy. Làm mít là chuyên gia mà thầy mít mà giỏi ấy, là làm mít nó vào những cái cành to này này. Làm cây mít mà trái nó không sẽ nó lớn. Nó lớn mà cây mít nó không bị suy. Nó hạn chế. Này rồi. Có anh thử phát cho nè. Đấy, hên xui này. Hên xui. Này thử với chuyên gia này. Rồi. Rồi, ra thử này. Chuyên gia. Vàng. Đấy, vàng luôn rồi. Cơm đã ngon. Thấy chưa? Trái mít đã không? Tiền triệu đấy. Một quả này 1 triệu ấy. Một quả mít 1 triệu. 1 triệu đồng một quả mít. Thank you.
nói là mấy anh chuyên gia đi mua mít này phải nói là rất là hay, rất là giỏi. Chỉ cần một con dao thôi châm nhẹ vào cái là đã biết quả nào chín hay không, mua được hay không mua được. Đó, một cái châm nhẹ thôi, nhưng mà chỉ có người trong nghề mới hiểu thôi, còn người ngoài chỉ nhìn thấy nhựa cháy thôi chứ không có thấy gì cả. Nhìn như không thấy gì. Đấy, chỉ trong nghề người ta mới hiểu thôi. Ây da, cái đèn à, nghe không? Ờ, đèn chỉ quả này mà chạy chỉ đen này, thấy không? Đấy, rất suông xéo, đẹp đẽ này, suông và đẹp đẽ, suông và mềm mại, thế mà lại bị sơ đen, từ 30.000 xuống còn 1.000 một ký. Ừ. Tiếp tục. Này là vườn trồng mít xen với sầu riêng này. Mà sầu riêng thì cây rất là tệ, còn cây mít thì rất là tốt, rất là đẹp. Lấy ngắn nuôi dài này, cái này cũng là một cái bài toán, một giải pháp hiệu quả này. Đấy. Đó, lại một chuyên gia này. Đấy. Đó. Hay quá hay. Một cái cây mít này mà đeo 4 quả này, thấy không? Sức tốt không? Quá tốt. Cái mít này đeo 4 quả nhưng mà các bạn thấy không? Mít này, một quả nằm ở cái cành ngay gốc này, sát gốc này. Quả này nên đẻ này. Những cái quả đẻ này các bạn thấy mình học hỏi kinh nghiệm này. Đó, ngay sát cái trắng ba này. Quả này nằm ngay sát trắng ba cái cành nhỏ này. Nên cái mít này đó, là cái quả nó rất là đều. Còn những cái quả như thế này đều là bỏ hết này. Cành tăm này, cành trên trái trên ngọn kia cũng bỏ kìa. Đấy, cái mít này rất nhiều quả. À, đây này, cành những cái quả như trên này bỏ hết. Các bạn thấy là những cái mít mà cành này, nằm này, quay cho các bạn xem. Chuyên gia những cái người ta trồng mít này, như này này, là người ta đã cố gắng để hai trái, nhưng mà may là cái trái này nó nằm ở ngay cái trắng ba này. Đấy, cho nên là cái sức ăn này, còn thế khi mình tiếc mình để thêm một cái trái này này, là cái cành này sau này chết này. Nhưng mà cái trái này nó sẽ không có lớn, nó được, nó không thể là làm là mít nhất được này. Đó. Đó, còn khi mà cái trái này là một quả mít nhất này. Đó. Đây này, dưới này cũng có một cái cành này. Đó, cho nên một quả mít này, mít nó để cái cành nhỏ quá thì là cái cành này sẽ chết này, thấy không? Đấy, mít nó sẽ ăn chết cành luôn. Còn đây này, như cái này này, nội sinh nó ra này, khi mà cái quả mít này nó để được này. Nhưng mà quả này không ổn. Đó. Là mình chia sẻ cho các bạn xem một số cái kinh nghiệm của nhà vườn trồng mít này. Đây. Mít này rất là chuyên nghiệp này, như những cái cành to này. Đấy. Đây như cái này cũng vậy này. Để được hai quả này, như cái cành ra ngoài này. Nhưng mà như cái quả này là nên bỏ này. Quả này là nó nằm ở cái cành trên cao này. Quả này nên bỏ cho quả này để nó sau này đâu được làm mít nhất. À. Đó, cái này nó nằm ở mít mà lấy được ngay trắng ba không à. À, quả mít nó sẽ cho cái năng suất tối đa mà cây mít nó không bị suy, nó không bị hư cây. Đây như cái quả mít này đây này, tiếc quá để ở cái cành xa này. Đây, trái nhỏ xíu này. Ừ. Đấy. Người ta 30-40 cân một quả mà mình giỏi lắm được khoảng tầm 5-6 cân. Đó. Đây. Như đây các bạn. Thấy mít này, mít nhất đây này. Đó. Đó. Người ta để ở những cái cành rất là to. Đấy là cho anh em vừa làm ớt mà vừa thì học hỏi về cái mít này. Ai mà có trồng xen mít và ớt này
thì mình tham khảo cái cách để trái này. Đó các bạn thấy không? Để toàn những cái cành to không. Đó, cây mít nó mới có cái nội sinh tốt. Chứ đây bạn thấy là cái một cái quả mít này nó nằm ở cái cành này. Này. Cái cành này cái tự dưng nó làm cho cái cành này chết luôn này. Một xíu rồi. Đấy. Đó. Mà cái quả nó không có được làm mít nhất. Nó không có to. Ừ. Đây, còn như cái cây này vậy này. Đây, cái cây này này, cây này cái quả mít này nằm ở trên cái cành bự này. Nhưng mà do cái cành này nó gần lên trên ngọn quá cho nên là cái mít này cái quả này sẽ không có bự. Đấy. Đấy này. Chia sẻ cho anh em xem này. Đây thứ hai nữa tại sao mà nhiều cái mít ấy, các bạn thấy không? Là nó cứ bị lép này. Lép này nó không có đều, quả mít nó không tròn đều, nó bị lép là nguyên nhân nó do đây này. Đấy, quả mít nó không tròn đều, nó bị lép, nguyên nhân là do cái này. Lúc đầu khi mà cái quả mít nó đang thụ phấn như thế này á, là các bạn nên sử dụng cái thuốc cái phân bón á, giống như cái canxi bo hoặc là canxi sao biển á, các bạn xịt vô. Những cái quả này là xịt vô để cho nó kích cho cái phấn này. Kích cho cái phấn nó đậu. Đó. Cái thứ hai nữa là phải xịt trừ rệp sáp này. Đây như cái quả mít này là rệp sáp nó bu quá trời này. Đấy, bu trắng lên luôn này. Nên là nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình mà thụ phấn. Thụ phấn của cái quả này, nên cái quả này do nó nằm ở trên cành tăm này. Trên ngọn cho nên là chắc ăn là cái quả này sẽ bỏ. Không có dùng. Đây. Đó thì mình quay cho các bạn để tham khảo. Đi về thôi. Đó.